Hi everyone, it is Colloquial Vietnamese, and today is lesson 7. We will learn some way to express hesitation or indecision or doubt. Let's do it. So the first part, if someone is asking you something that you don't want to answer right away, there are some way to respond to them. We can say cứ từ từ, cứ từ từ. Yeah, and it means you don't need to rush. We don't need to rush. Em hơi ngại. Or just change the pronoun that you think is more proper. Em hơi ngại. Or anh hơi ngại. Or anything. And it means that I'm quite hesitant. Để tôi suy nghĩ đã nhé. Để tôi suy nghĩ đã nhé. Let me think for a moment. Lần này không tiện lắm. Lần khác nhé. Lần này không tiện lắm. Lần khác nhé. So the word tiện here means convenient. So the phrase is, so this time is not convenient for me, so let's make it next time. By the way, I have two idioms that are very popular in Vietnamese. We say nói vòng vo or đánh trống làng to refer to the act of beating around the bush and not going straight to the main point. Some examples are as followed. Tối nay đi xem phim với anh nhé. Tối nay đi xem phim với anh nhé. Em hơi ngại. So let's go to see the movie with me tonight. I'm quite hesitant. The second example. Em mua máy bay luôn nhé. Em mua vé máy bay luôn nhé. Cứ từ từ, chưa phải quyết định vội. Cứ từ từ, chưa phải quyết định vội. So I buy the flight ticket right away. We don't need to rush. We don't need to decide it right now. All right, the second part, we have some ways to express indecision. Tôi đang suy nghĩ. It's very simple. Then it means I'm thinking. Khó nghĩ quá nhỉ. Khó nghĩ quá nhỉ. So it's very hard to think to find out what is the best solution. And that is the fixed phrase, you know. Khó nghĩ quá nhỉ. And then you can also say em không biết nên phải làm thế nào. Em không biết nên phải làm thế nào. I don't know what to do. I don't know what I should do. Some examples. Cuối năm nay đi Nhật Bản hay đi châu Âu đây? Đang suy nghĩ. So this year end, will we go to Japan or Europe? I'm still thinking. Không biết có nên nghỉ việc không? Khó nghĩ quá. Không biết có nên nghỉ việc không? Khó nghĩ quá. I don't know if I should quit my job. It is very hard to think and I don't know what to do. Alright, so the third part, expressing doubt. We have some ways, such as có thật là thế không đấy? Có thật là thế không đấy? Is it true? Thật không đấy? Thật không đấy? So the main word here is the word thật, that is for true. So you can use that to form other questions such as thật à, thật à, thật không đấy, thật, có thật là thế không đấy. They are all the same. Is it really? Right? So the second way, tôi nghi lắm, tôi nghi lắm. I'm doubting it. I have doubt. Right? Next one, chắc là nó đang đùa. Chắc là nó đang đùa. Probably he's just kidding. The word đùa is for kidding. And the last form, which is quite informal, you can also say vơ vẩn. Vơ vẩn. To mean that you don't believe what the other person is saying and you don't buy it. Okay, some examples are as followed. Sếp nói ngày mai ai đi làm muộn sẽ bị trừ lương. Sếp nói ngày mai ai đi làm muộn sẽ bị trừ lương. Thật không đấy? Chắc là sếp đang đùa. Thật không đấy? Chắc là sếp đang đùa. So, the boss said tomorrow, whoever is late at work will receive a cut in the salary. And the other person said, really? Probably he's just kidding. Another example. Tôi nghi lắm. Chắc là Lan đang nói dối tôi. Tôi nghi lắm, chắc là Lan đang nói dối tôi.
Tôi cũng thấy nghi nghi. Tôi cũng thấy nghi nghi. So I have a doubt. Probably Lan is lying to me. I also find it quite doubtful. So we have come to the last part of practice, and I give you some scenarios. The first person said, anh mua cho em cái máy tính bảng mới nhé. Anh mua cho em cái máy tính bảng mới nhé. Okay, so will you buy me a new tablet? The second one. Thế cuối cùng thì ngày mai anh thích ăn lasagna hay spaghetti? Thế cuối cùng thì ngày mai anh thích ăn lasagna hay spaghetti? So at the end, tomorrow, will you eat lasagna or spaghetti? And the last one. Nam bảo là ngày mai anh ấy sẽ lên nói chuyện riêng với sếp về việc tăng lương. Nam bảo là ngày mai anh ấy sẽ lên nói chuyện riêng với sếp về việc tăng lương. So Nam said that tomorrow he will go to speak in private with the boss about the pay rise. And yeah, how to respond to these scenarios, I leave that decision to you. And I'll see you next time.